một kiểu chi không lấy. Chứ sao chuyện bị à? Kệ. Mà em nghĩ là Tommy lắm, sẽ để ít đó luôn. Như một con mẹ cảm cúng. Ừ, trừ rứt chứ chị chơi. Thì trừ rứt rồi mà. Dạ. Trừ thấy chiến tranh mới mệt kìa, tội hại. Dạ. Không, chiến tranh thời 4.0 mà. Chiến tranh rồi qua ông lại Pháp luôn trời, cho người ta biết mà. Lại á. Công an chỉ đường dắt vô rồi. Thì á, cái thằng ông nói kìa nhảy dù chưa kịp nhảy ông kìa, ông đạp rớt luôn. Rớt chết luôn hả? Rớt xuống chưa kịp, ý là đạp để nhảy dù nhảy xuống để chiến tranh đó. Đang ngồi ngồi rớt cái đít xuống cho nó, ông nó đạp rồi đạp rớt luôn. Mà thấy chiến tranh đang ngoài TikTok mà cũng như không TikTok. Kiểu là để cái chứ cũng bị người này người kia, cũng có vài người hoang loạn, có mà cũng có chứ, thả bom thả đồ nữa mà, có thả gì đó kìa. Không như hồi xưa, hồi xưa nói là thôi giống như thông báo là như thế sẽ đổ cái gì đó để cho gọi là đầu hàng trước. Hồi xưa là không biết đường mô quơ luôn á. Mặc nhiều không em? Bé? Em à? Ừ. Ý nhưng mà em có mấy cái hộp ở ngay cái chỗ mà vừa rồi em cắt xong phía dưới kìa. À. Có vài hộp á, chứ là ở dưới ở mũi. Chỉ không biết bà ly xong thì lên quay. Để xong cái video này cái 8 phút nữa kìa. Em đang dùng bé A đi. Chắc được cá nữa. Để như thế nó tối tối rồi. Được không? Hay không tốt. Cùng thứ. Thì xin nói vì họ gỡ mấy cái này ra luôn, ta bỏ đèn không khỏe. Mày quá đi.
Nào.